Mọi người ơi, mình sẽ dạo phố chợ đêm Nha Trang, rất là đông đúc khách hàng luôn. Vui quá trời vậy đó. Trời ơi, trai nhiều dễ sợ vậy đó. Anh nào cũng đẹp. Thì tại vì Thi biết sao không? Thi tính ra đây nè, mở cái quán gỏi đu đủ. Nhưng thì đi coi coi có ai bán hay không. Nếu chưa ai bán thì sẽ đi ra đây bán. Bà này nghe tôi nói bán cái chồng bà mê tôi, bà làm gì nè. Wow, so very rich. You buy snazzy, so very rich. Why you not speak Vietnamese? You are chơi bê đê. No bê đê. No. Nè, bê đê là đây, đây là gái thiệt, đây là girl. Really? You can play with me, no baby. Do you like caramel? Or you like me? Or you like girl? Really? What do you like? Girl. Yes. Me girl. No. Oh my god. No. Okay, thank you very much. Cảm ơn nha, thank you. Rồi vẫn chơi với anh Tây thôi, thật ra anh không biết nói tiếng Việt. Chết em rồi. Em đi ra đây em kiếm trai. Có anh nào đẹp trai không? Kiếm trai thôi. Hello. Fan hâm mộ quá trời luôn, kiểu này lên đây đâm gỏi đu đủ bán mới được. Fan hâm mộ quá trời luôn nè. Sau đây mọi người sẽ gặp người mẫu Alibaba. Rồi, người mẫu Alibaba kết vớt, sải vớt. Và kế tiếp đó chính là Nguyễn Thị Mỹ Linh. Và sau đây mọi người sẽ gặp Ngọc My. Và sau đây mọi người sẽ gặp Mỹ Tâm. Quá đẹp. Và sau đây mọi người sẽ gặp Mỹ Lợi. Sau đây mọi người gặp. Vui quá trời luôn, nãy giờ chưa thấy anh nào trai chứ vậy. Hả? À? Trời ơi, ngày mai ra mua quần áo đây đi tắm biển nha. À, đồ bơi, đồ lội quá trời luôn, vui quá à. Rồi, mọi người, mình bắt đầu đi chợ đêm và sẽ xem tất cả các mặt hàng và đồ ăn ở tại chợ đêm có những món gì đặc sắc và ngon nhất. Đi trải nghiệm nào. Lên. Kem chuối, có kem chuối không? Có luôn. Con trái chuối mà đứa nào cũng dành ăn hết chơi sao được. Và sau đây á, sẽ vô đây ủng hộ kem. Thì thành viên của Thi 30 cây, nãy giờ mấy cây rồi? 29 cây rồi. Còn 29 cây hả? Hát bản 200 ngàn rồi. Cho 1 cây nữa đi, ai thiếu 1 cây nữa? Đây nè, đây 10 mấy cây được không? Được, rồi bán 10 cây kem luôn. Chị ơi, ai mua kem không vậy? Không, có 1 cây rồi kìa. Nhưng mà bên đây cũng cần cây nữa. Bên đây chị em luôn hả gì vậy? Dạ, coi có không? Ờ, chị em luôn. Chị em bán trà. Hả? Gì? Trai đẹp bán kem quá ngon luôn á. Ăn cây nào thấm cây đó. Mở bự lên anh. Đâu răng hết trơn rồi trời. Cười lên, cười mạnh lên. Cười mạnh lên mới thấy hết hàm răng nào. Sao nhăn mặt như vậy? Nè, nhe răng giống em nè. Vậy nè, đó. Rồi mở mắt lên. Chụp hình đi ta. Nè. Giống nhau dễ sợ mà có tấm hình nè. Có tấm hình nè. Giống ghê không có nè. Nhìn cái bà con đẹp không? Đẹp quá, vui vẻ nha anh, dẫn chơi nha. Dạ. Hello. Yeah, where you from? New Zealand. New Zealand. How many days you stay here? Three days. Do you like Nha Trang? Yes. Yeah. Very nice. But in Ho Chi Minh City. I saw you at the airport in Ho Chi Minh. Really? In white dress. Yes. Yeah, this morning. You fly with me. Yes. You fly with me. Oh. Vậy là bà mới tới bữa nay luôn rồi, sáng mới gặp mình ở thành phố. This morning. Yes. White shirt là đầm trắng đó. Wow, so very nice. Okay, thank you. Good luck. Bye bye. Cũng hiểu luôn. Vui không em? Vui. Chúng mình là anh em. Biết bao mà chia hẹn. Chớ đừng hơn thua. Mua dép đi chị ơi, mua dép đi. Chị, ai mua dép không nè? 50 đôi. Nhiều vậy? Trời ơi, mua 50 bán 100 gấp đôi luôn trời. Bán 70 thôi. Dễ thương quá. Biết giá hết trơn rồi bác. Mắc ghê, tính mua cho nhân viên đôi mang cho đỡ buồn. Vậy hả? Trời ơi, bán được không bà? Vui không? Vậy hả? Đây là quán chị hả? Trời, quay phim cho nè, ai ủng hộ bà này nha. Có trai rồi nó mê số mấy gì bà. Thì bây giờ mình sẽ đi nhãn ba, nhảy đầm. Nhảy đầm, không biết nhảy đầm không bà? Chà chà chà, la 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 la. Một nụ hồng tặng cho mắt này. Em thơ ngày bước đi trên con đường về. Chà chà.
chết gì đó mà người bu cũng được nữa. Trời ơi bác ơi, anh đi bán gì dữ vậy? Gì hả? Bán đồ ăn gì nhiều quá vậy? Có đồ ăn gì ăn không? Bán này của chị hả? Chị bán chè tất kiểu của chị hết. Chè nổi tiếng luôn. Một ly nhiêu? 30 ngàn. 30 ngàn. Bán em 20 thay 40 ly. Ok chơi luôn. Rồi chơi luôn, vô kéo bằng vô. Vô giảm giá vô ra. Trời ơi vô ăn mấy em ơi, chấn động luôn. Vô đi ngượng liên ly. Rồi xay đi chị. Có gì ngon nhất ở đây vậy chị? Có chai đẹp không? Rồi bây giờ có món gì ngon phát từ từ. Từ từ món gì cũng ngon. Ai ăn gì? Ai ăn gì vô kêu liên ly đi. Nè ai ăn gì vô kêu đi bay. Ê vô kêu đi, ăn tự vô kêu đi nha. Nhóm nào ti thi giơ tay lên nè để ăn nè. Rồi bây giờ vô chỉ món đi, ra đây tính tiền tại vì tối nay phải đi chơi. Nhưng mà anh là chủ quán hả? À không, mình phụ ở đây thôi. Mình phụ ở đây thôi. Ôi anh là bán phụ ở đây thôi cho nên mọi người ơi, tụi nó chủ quán nãy giờ gán vuốt ve để ra chợ miễn phí không tốn tiền. Ai về nãy giờ vuốt gần chết luôn, ruốt lên ướt quần hết trơn mà vẫn không giảm giá. Rồi bây giờ em ăn món gì ngon nè? Ăn đi bay kêu đi. Ê một người một ly đi, có chè và sinh tố. Ai uống nhiều uống đi. Vô mấy em ơi, sinh tố Nha Trang vui vẻ. Vui quá à. Anh chị ơi vô ăn chè lẹ lẹ đi anh chị. Hết lẹ lẹ tối nay mấy anh chị này bao đi chơi. Trời ơi. Và bây giờ em sẽ đặt một ly chè chuối và có hai trứng cút. Có không vậy? Chè mai chị sẽ cho em ăn chè đó. Không đem ăn chè. Ngày mai cho ăn chè mà chị nó không có chè chuối, có chè xúc xích chí bò viên. Trời ơi bây giờ 34 người nhân viên em rồi, chúng ta tính tiền. Ai nhân viên mình ăn này giơ tay lên lẹ lên đi nha, kêu rồi ăn nha. Một ly chè hạt sen nhẫn nhục sầu riêng. Có sầu riêng không? Hạt sen nhẫn nhục sầu riêng, ăn gì kêu đi ông Rồng, ăn gì kêu đi. Và sau đây kính thưa bà con cô bác, tại thành phố Nha Trang và tại chợ đêm thì ngày hôm nay em sẽ có khai trương một cái quán chè. Thì cả nhà có thể đến thưởng thức vì có em nơi đây khách hàng rất là đông đúc. Bán ở đây không ai đến chụp hình hết trơn mà em đến người ta chụp hình quá trời vậy đó. Thì sắp tới em ra đây mở tiệm, em bán gỏi với trà tát thôi. Sắp tới cho tôi thuê một cái gian hàng kế bên bán được không bà? Mấy bà không cho luôn hả? BD, BD luôn. BD giống nhau bán kem cuộn. Nhiều không cô? Nhiều tuổi vậy? Em 19. 19 tuổi, BD mấy tuổi? BD 19 tuổi. Rồi bây giờ quay qua dễ thương quá, em dầm đi em. Em dầm nát con tim của chị đi em. Dầm đi em ơi. Ai mua kem? Tôi bán kem cho. Hello. Chàng bán tình duyên hứa hẹn một đời. Where are you from? Kazakhstan. Do you know me? Do you know me? Yeah. Where are you from? I'm from Kazakhstan. Kazakhstan. How many days you stay in Nha Trang? Nha Trang. In here. How many days you stay in here? Oh, you don't know English? Wow. No. Wow, my God. Oh, yeah. Do you know her? No, ok, ok, take picture, ý là xin chụp hình thôi, nó không biết tiếng Anh, này nước nào á. Sau đây ăn kem rồi, quay qua bánh trắng nướng. Phần bao nhiêu vậy chị? 25 ngàn. 25 ngàn mà bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Có chồng không? Có. Chợ đêm Nha Trang cũng đã kết thúc. Và tất cả các nhóm ti thi gọi đi đủ sẽ sải bước theo những cái con chợ. Thì không có gì đặc sắc nhiều cho lắm. Có những quần áo mặc không à, ít có đồ ăn. Thì mình sẽ đi ra tìm những cái nơi khác để tìm đồ ăn ăn tiếp tục. Vì đến ở đây để tìm đồ ăn. Nhưng mà vô đây thì nói chung ra cũng vui. Được ghẹo chai. Ghẹo BD, BD luôn hả? Không. Chị em luôn hả? Chị ơi. Đây nè BD luôn hả? Thôi mượn chai massage, không gái massage. Ê, chị em nha massage không kìa. Massage ăn chai không à? Nhiều vé vậy? 1 tiếng 150. Giá rẻ ưu đãi, ti thi lấy 50. Dễ thương quá. Không thích massage toàn thân. Massage cái khác có không? Không, massage toàn thân được. Anh massage cho em đi. Massage cái chỗ nào mà nó lạ lạ nhất. Cảm ơn nha, vui vẻ nha, không có thời gian. Vô massage để mất thời gian. Cả các thành viên của nhà thi á, tối nay á, em sẽ đi ra đây hết tiền rồi. Giờ cũng tài khoản cũng khó rút ra nữa.
Mà bây giờ tiền tài khoản cũng rút ra không được nè. Đó rồi tiền đi túi hết sạch rồi. Giờ tối nay á em để Ngọc ngay chỗ biển Nha Trang. Có anh nào cần hốt á bấm số 1 cho em nha. Đó. Nói chung ra là Ngọc có đầy đủ luôn. À Ngọc á trong cơ thể của nó có bán được con dẹm nè, bưởi nè, đó. Có vừa dẹm, vừa chuối, vừa bưởi luôn. Ai thích ăn cái gì đó ăn. Vui không em? Vui à. Tối nay có chai á, nhớ kiếm tiền chia cho tao nha. Và Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con cô bác luôn luôn yêu mến ở các nơi phương xa, ở tất cả các nơi các tỉnh hoặc là chợ Nha Trang ngày hôm nay. Thì đến nơi đây rất là vui, được gặp bà con là đã vui rồi. Thì cũng chúc rằng bà con cô bác ở tại nơi đây mua bán được, với lại sống khỏe vui vẻ. Đó, với lại bán gần nhau đừng chửi lộn nhau là vui rồi. Rồi đó, giờ có đánh lộn với ai không? Có sao đâu, má lên hình đi, có đánh lộn với ai không? Mà nhưng có người đánh phải không? Ở đó giờ cãi lộn nhau bán đánh phải không, giống như bà bán 50 bà kia bán 30 cái đánh lộn nhau được phải không, nắm đầu nhau không? Có luôn hả, đá nhau luôn hả? Trời ơi ghê vậy, bà này là nó có nha quý vị, bà này là nó có đánh lộn nhau nhưng giờ nghĩ đánh rồi bà không dám nói, bà cười nhơi nó chơi vui rồi nha. Cảm ơn chị nha, vui vẻ nha. Nói chung ra là mua bán mà, nói chung ra là không ai rồi chụp hàng tắm đi. Tì Thi. Và sau đây mọi người sẽ gặp hai vợ chồng nổi tiếng nước Đài Loan, Titi để đi làm bé nước và Phi Nhung. Vì hiện tại là mình đang ở một cái bãi biển Nha Trang, đó là một cái sự phát triển rất là mạnh ở tại nơi đây, vì nhiều người xây biệt thự và xây căn hộ, xây khách sạn, và đặc biệt nữa là sẽ có khách du lịch đến rất là đông đúc ở tại nơi đây. Và khi tất cả anh chị em đến ở đây sẽ ngay một cái bãi biển, và bên đây là khách sạn và chợ đêm cũng gần luôn, quán bar cũng gần luôn. Thì rất là tiện lợi cho tất cả anh chị em đến ở đây du lịch, để dắt tất cả các nhân viên và thành viên tại Titi, nhóm gọi đủ Titi, để luôn luôn có một cái sự mà giống như là vui chơi, một cái sân chơi, một cái nơi mình kết work, một cái nơi mình sải bước ở mọi lúc mọi nơi, tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, để cho có một cái sự hưng phấn và phấn khởi hơn, có một cái sự động lực để làm việc nhiều hơn. Và Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em luôn luôn yêu mến, luôn luôn ủng hộ. Để sao? Để Thi có kinh phí, để Thi có một cái sự công ăn việc làm ổn định, để Thi tài trợ cho tất cả nhân viên của Thi làm việc vui vẻ. Và với lại là mỗi tháng, 2 tháng Thi sẽ tổ chức đi du lịch cho tất cả các thành viên nhà Thi, được du lịch tất cả các nơi ở tại Việt Nam của mình. Và đặc biệt là những cái nơi mà giống như là những chỗ nào mà có khu du lịch, đó liên quan tới khu du lịch thì Thi lúc nào Thi cũng gắng sẵn sàng để cho tất cả các nhân viên Thi được đi chơi và vui vẻ hơn. Có bé Mỹ Lợi nè, tối nay kiếm chồng nha Nha Trang nha. Bé Mỹ Lợi kiếm chồng ở Nha Trang, nhưng bé Mỹ Lợi chưa có ai. Nhưng mà tí nữa là sẽ kiếm anh nào đẹp trai giàu mà giống như có căn hộ nè, cho Mỹ Lợi vô. Mỹ Lợi chịu không? Chịu, đồng ý liền. Mỹ Lợi nghe nói có khách sạn là Mỹ Lợi chịu liền. Và đặc biệt nữa thì buổi sáng nay thì Thi sẽ đi ra chợ Đầm vào ngày 13 tây tháng 6, và sẽ có mặt tại chợ Đầm, và Thi sẽ vô giao lưu với tất cả các bà con cô bác mua bán, mua sinh sống tại chợ Đầm, thành phố Nha Trang. Và kế tiếp là Thi sẽ đi ra đảo, một là đảo Hòn, hai là đảo, có nhiều đảo nhưng mà Thi sẽ lựa đảo nào mà đẹp để mình có một cái sự tắm biển vui vẻ hơn tại thành phố Nha Trang, và có những hình ảnh clip để lưu những sự ký ức để vui vẻ hơn về tương lai mai sau. Hoặc là ngày xa xa nữa thì có thể là mình không được đến, mình đến một lần rồi mình có thể là mình đi chơi tiếp tục, hoặc là mình không đi chơi nữa thì mình có thể là mình có một cái sự kỷ niệm riêng để thành viên nhóm Titi. Nhưng mà Thi nghĩ là còn làm việc là còn đi nữa. Mọi người nhìn thấy nhà hàng không ạ? Đẹp không ạ? Ở đây là một cái quán bar đó, cái lớp nè, nó là cái lớp đó, cái lớp này là cũng rất là vui. Thì tối nay á mình đi vô cái lớp này đó, ở ngoài này có biển vui. Mình nhảy dưới này thì tối nay mình sẽ vô cái bar này, và giờ mình đi chợ đêm. Thì thành phố Nha Trang á, nói chung ra nó cũng rất là đơn giản, và đường đi nét bước nó cũng dễ, cho nên nó sẽ không cầu kỳ cho lắm. Thì đến ở đây chủ yếu là mình thích thì mình đi thôi, mình thích chỗ nào mình thấy đẹp, mình thấy vui thì mình đến. Đã thích thì đến, không thích thì đi, vui vẻ. Đã bây giờ ra chợ đêm, mọi người hãy đợi Thi trong giây lát và xem chợ đêm có những gì ngon và những gì đặc sắc, phải không em? Vui không em? Và sau đây nãy giờ cũng có nhiều người thắc mắc đang ngắm nhìn tất cả các thành viên nhà Titi. Tự nhiên sao mà con gái mà nói giọng đàn ông quá. Nghe nói muốn bỏ chạy luôn. Anh ơi, anh đợi em hả? Alo. Quá ái nì nì ái quá. Người Hoa. Và
Sau đây tối nay mà hết vốn á là bắt bé Ngọc ra đứng gốc cây. Cây nè. Mỹ Ngọc là hợp đứng ngay chỗ cây này nè. Đây nè, đứng đây nè. Mấy ông xích lô á là hợp với bé Ngọc. Đây nè em, nè anh nói được không anh? Giá bèo 150. 150 thôi cách dạ kìa được kìa. Trời ơi, chấn động. Mọi người đỡ mệt chứ ạ? Đỡ mệt rồi. Đỡ mệt hết rồi phải không? Vậy là đúng là đến nơi, đến lúc, đến những nơi mà mình đi chơi, những nơi mà mình mơ ước. Từ trước tới giờ có ai thích đi Nha Trang không ạ? À? Đã đến Nha Trang rồi, thấy từ sáng tới giờ trải nghiệm như thế nào? Rất là vui, rất là vui chị ơi. Hưng phấn cuộc đời không ạ? Chị ơi. Hưng phấn cuộc đời và vui tươi. Thì ngày mai này nhớ ăn ngon, ngủ ngon. Ngày mai mình sẽ đi chợ và mình đi dạo biển đêm. Ở bên đó đó, biển đêm đó. Hello. Anh chị em, chúc tất cả anh chị em một ngày vui vẻ. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chương trình tiếp theo tại biển Nha Trang.